Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh F94 Blog. Thì hôm nay mình sẽ đồng hành với các bạn cái dự án khai thác cái token OpenAI nhé. Thì dự án này mình đã khai thác được gần 1 năm rồi và đến ngày 13 tháng 4 này là dự án sẽ kết thúc và sẽ cho chúng ta rút tiền. Thì để chuẩn bị cho quá trình rút tiền thì các bạn có thể tham gia làm testnet nhé. Thì testnet mình cũng đã thể làm nhưng mà mình không làm video. Tuy nhiên thì dự án nó vừa update cái ứng dụng giao dịch của họ trên bản phiên bản APK trên Twitter ấy. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cài đặt cái đó. Nhưng trước tiên mà để sau này chúng ta có thể rút được tiền từ cái ứng dụng này về ấy, thì anh em có thể vào cái quản lý cài đặt này nhé. Đấy, anh em làm nhập cái mật khẩu quỹ nhé, mật khẩu quỹ khác mật khẩu nhé, mật khẩu quỹ là sau này chúng ta sẽ dùng cái mật khẩu này để rút tiền đấy, nhưng nó như kiểu là mã pin hai lớp ấy. Rồi sau này là khi mà dự án cho chúng ta thì chúng ta sẽ rút, nó dạng như kiểu là rút đồng co. Trước đây thì đồng co mình cũng không tham gia, nhưng mà rút thì nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ như chúng ta rút đồng EX này, chúng ta tích vào nó thì nó có cái chức năng rút đây. Sau này thì dự án nó sẽ mở, chúng ta sẽ rút được. Thì chúng ta chuẩn bị những cái thông tin cần thiết đi. Đúng không ạ? Các bạn nào mà đã đăng ký khai thác lâu rồi thì cố gắng chịu khó khai thác. Dĩ nhiên các bạn mới giờ mà đăng ký khai thác thì cũng hơi muộn. Thì các bạn có thể tham khảo thôi. Thì dự án nó 2 ngày trước thì dự án nó ra một cái ứng dụng cho chúng ta test net nhé. Thì nếu như bạn nào đã làm test net trên ví MetaMask bằng trình duyệt máy tính rồi thì các bạn cũng có thể cài đặt cái ứng dụng này ra. Đây chính là cái ứng dụng cho chúng ta setup trading trên đỉnh test net nhé. Thì như trong cái trading này thì đồng OEX thì nó đang có giá khoảng độ xấp xỉ 4 USDT. Tuy nhiên đây chỉ là đồng giá test net thôi, còn sau này xong ngày 13 tháng 4 nó mới net như nào, giá nó bao nhiêu thì lúc đó chúng ta mới biết được. Đây ví dụ mình đã swap một số đồng này, swap sang BTC, swap sang đồng OEX, sang Long. Đấy, tất cả những cái dự án này mình test qua ví MetaMask nên là mình đã add cái ví MetaMask này vào đây. Đấy, sau khi mà anh em cài đặt xong thì anh em sẽ làm những cái nhiệm vụ điền email này, xác minh Twitter này, xác minh Telegram này, xác minh Long này, tức là chúng ta làm những cái nhiệm vụ ấy. Đây như của mình đây là mình làm đầy đủ nhiệm vụ rồi. Cái quiz Mission Z này là chúng ta phải trả lời các câu hỏi, nó giống như trả lời câu hỏi trong ICA, đồng khai thác đồng ICA. Nếu chúng ta vượt qua thì chúng ta có cơ hội nhận được thêm airdrop vào cái ví này. Đây không biết có là tiêu chí để nhận airdrop thêm nữa không, nhưng những bạn khai thác qua cái dự án này thì chúng ta vẫn nhận bình thường nha. Và hình như nó mở khóa sau khi mainnet nó sẽ mở khóa cho chúng ta 10 hay 20% gì đó. Đấy, ví dụ như của mình mà được 10% thì nó sẽ được đâu đó khoảng 300 OpenAI. Nếu mà giá của nó như trong mục testnet này thì cũng khá ăn thua đấy anh em nhỉ, 3412. Hy vọng là giá cao. Thì những cái nhiệm vụ này nó rất đơn giản thôi. Ví dụ nhiệm vụ đầu tiên thì anh em sẽ phải điền cái email và cái mã vùng mà anh em đã đăng ký trên cái app Satoshi. Thì anh em vào đây kiểm tra này, đây chính là cái email của mình này. Đấy, email của mình đây này, và cái liên kết quốc gia này, ở đây mình chọn Việt Nam. Thì ở cái mục này khi các bạn làm, các bạn cũng phải chọn Việt Nam nhé. Sau đó các bạn nhấn submit. Nếu như mà nó tích xanh như này là chúng ta vượt qua cái nhiệm vụ này. Đấy, bởi vì là mình chỉ có một tài khoản thôi nên là mình không làm lại cho các bạn được. Lúc đầu mình quên mình không quay video. Đó, nhiệm vụ X thì cũng thế, nó rất giống như cái nhiệm vụ mà chúng ta làm trên dự án khai thác đồng ICA Network ấy. Thì các bạn điền cái username Twitter của bạn và chia sẻ một cái bài viết. Sau đó các bạn copy link cái bài viết đó. Đây, ví dụ như là Twitter của mình đây. Mình sẽ vào đây, chính là cái tên username này, cái mà a còng nguyễn d 123 13 146, đấy chính là cái username của mình nhá. Còn cái bài chia sẻ này, đây là bài mình đã copy trong cái ứng dụng đó mình chia sẻ này. Thì chúng ta copy như thế, sau đó chúng ta vào cái mục
móc này, chúng ta chia sẻ, chúng ta copy sao chép cái đường link, sau chúng đó là chúng ta vào đây chúng ta dán thì nó sẽ nhận diện cho chúng ta cái ID status đó, và chúng ta nhấn submit. Nếu ok thì nó sẽ tích xanh như này, được chưa? Còn đối với Telegram, nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ T đấy, thì các bạn sẽ tìm trên Telegram cái tài khoản a cộng a g i x gạch dưới bot nhé. Sau đó là các bạn copy cái đoạn này, các bạn sẽ gửi vào trong con bot đó. Đây mình sẽ tìm cho các bạn, nãy mình có làm rồi đấy. Các bạn vào cái Telegram, các bạn gõ cho mình cái cụm từ a còng đấy, a g i e x gạch dưới bot này đấy, thì nó sẽ chính là cái này nhá, cái đầu tiên ấy, bởi vì là các bạn tìm lần đầu nó sẽ không ra cái thứ hai đâu, các bạn sẽ vào cái đầu tiên đấy. Thì các bạn join vào nhóm, sau đó các bạn kích vào cái click vào theo hướng dẫn đây này, AzixBot này, các bạn kích vào nó đây, thì các bạn nhấn start, sau đó các bạn copy đúng cái địa chỉ như của mình gửi, tức là các bạn copy trên cái mục này của các bạn này, nó có đoạn nào thì các bạn copy hết toàn bộ đoạn đấy, sau đó các bạn nhấn vào đây, thì một lúc hệ thống nó sẽ tự động nó submit xác nhận cho các bạn là ok, và nó có tích xanh như này là ok này. Rồi cái nhiệm vụ long này, thì cái nhiệm vụ này mình đã test net được từ trước rồi nên là mình sẽ không phải làm, thì các bạn phải làm sao mà trong cái ví test net của các bạn phải có USTD này, có OEX này, có AGI này, thì lúc đó chúng ta nhấn submit và nó tích xanh như này là được này. Đó. Còn nhiệm vụ Z này thì cũng thế, chúng ta phải trả lời cái câu hỏi, nếu mà chúng ta trả lời sai thì không qua được, chúng ta phải trả lời đúng các câu hỏi của dự án. Thì các câu hỏi các bạn có thể lên Google các bạn search nhé, hoặc các bạn dịch trang tiếng Việt thì các bạn trả lời, cái này nó không thời gian nên các bạn có thể tìm hiểu thoải mái, nó không như kiểu ICA nó bó chúng ta trong vòng 10-20 phút, và con này chúng ta có thể Google dịch thoải mái. Và dưới bình luận thì mình cũng sẽ copy một số các câu hỏi, câu trả lời để các bạn tham khảo thêm nhé. Đấy, như vậy là khi chúng ta phải hoàn tất cái này này, thì mình cũng không biết là làm những cái này thì chúng ta, những cái ví của chúng ta có nhận được ai lốt hay không. Tuy nhiên nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn cứ làm nhé. Đấy, thì ở trong mục này các bạn có thể trên link qua lại, ví dụ như mua đồng OEX này hoặc bán cái đồng USTD này, thì để làm sao chúng ta có nhiều giao dịch trên dự án là được. Rồi mình sẽ thoát cái sinh thoát cái này ra. Thì đối với lần đầu mà các bạn đăng ký thì các bạn có thể sign up để đăng ký, còn các bạn có tài khoản rồi thì các bạn nhấn sign in. Còn nếu như các bạn mà đã test net qua cái ví MetaMask thì các bạn có thể import ở đây, thì các bạn có thể vào trong ví MetaMask của các bạn lấy cho mình cái mã khóa nhé, thì các bạn paste vào đây thì các bạn next, nó giống như là kết nối với ví bước 3 đấy. Thì để lấy cái mã cây của dự án của cái ví áp vào trong cái ứng dụng kia ấy, thì chúng ta vào cái cài đặt này bánh răng này, sau đó chúng ta vào bảo mật và quyền riêng tư này. Thì chúng ta không phải lấy cái cụm từ bí mật đâu nhé, mà chúng ta lấy cái kéo xuống dưới này, chúng ta lấy cái đâu nhỉ, nó nằm ở đâu rồi nhỉ, đây cái khóa riêng tư này này, chúng ta nhấn hiển thị này, ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu vào đây, sau đó hiển thị cái khóa riêng tư nên thì chúng ta sẽ copy cái khóa đấy và chúng ta dán sang cái import này nhé, copy vào đây rồi ạ, sau đó chúng ta next là nó sẽ lấy được cái dữ liệu mà chúng ta đã test net. Rồi sau khi import cái ví MetaMask vào cái ứng dụng này xong thì chúng ta nhấn vào sign in nhé.
Đấy, sinh in thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái mã pin mà lúc đầu chúng ta sau khi chúng ta nhập thì nó yêu cầu chúng ta nhập mã pin đấy để chúng ta nhập lại để đăng nhập vào thôi. Đăng nhập xong anh em nhấn Done. Đấy là nó sẽ vào cái giao diện testnet cho chúng ta. Và nó sẽ lấy luôn cái dữ liệu testnet mình đã testnet trước ở cái MetaMask vào cái ứng dụng này luôn. Đấy. Và vào đây thì các bạn làm nhiệm vụ thôi. Bạn nào mới thì các bạn chưa test net thì các bạn có thể tạo luôn test net ở trên ứng dụng này. Còn bạn nào đã làm test net ở MetaMask thì các bạn import đi vào. Ok, video mình xin tiếp tục ở đây. Chúc các bạn thành công.